giờ đầu tiên sau khi mà các bạn có cầm quyển sách giáo trình dạy rèm này trên tay thì các bạn sẽ làm gì với nó? Và mình là Thiều Hường với 8 năm kinh nghiệm trong nghề làm rèm và dạy nghề rèm cửa, mình đã có rất nhiều công trình và mình cũng đã giúp được rất nhiều người trở nên hạnh phúc hơn nhờ học cái nghề rèm cửa. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái quyển sách này nhé. Đầu tiên khi các bạn về thì các bạn đừng có lao vào đọc ngay từ đầu đến cuối cả, thì nó sẽ rất là mông lung mà không biết điều gì. Đầu tiên là các bạn hãy lấy cảm hứng trước khi mà học cái nghề này, thì bằng cái cách mà các bạn đọc những cái phần đầu tiên, đó là marketing nghề rèm cửa. Mà tại sao các bạn học nghề rèm cửa, các bạn phải hỏi là các bạn chọn cái nghề rèm cửa để học nó có đúng đắn không, nó có tuyệt vời không, nó có phải là nghề phát triển không, nó có phải là nghề các bạn yêu thích và có mang lại lợi nhuận về kinh tế, về lâu dài cho các bạn hay không. Và sau khi cả trả lời những cái câu hỏi này ở cái phần chương 1 đó, thì các bạn sẽ có đầy cái cảm hứng để làm cái nghề này rồi, bởi vì các bạn sẽ thấy được những cái giá trị mà nó mang lại cho các bạn. Sau khi các bạn có giá trị rồi thì các bạn sẽ trang trí cửa hàng của mình bằng một bộ rèm lộng lẫy. Các bạn đừng có học tất cả một lúc làm gì cả. Đầu tiên là các bạn hãy lên mạng và các bạn hãy tìm cho mình một cái mẫu rèm đẹp nhất, tuyệt vời nhất, các bạn ưng ý nhất và xem nó là rèm gì. Sau đó các bạn sẽ tìm đúng vào mục ở trong này. Ví dụ như các bạn, cái rèm này chẳng hạn, thì đây là rèm 3 lớp, lớp 1, lớp yếm ngoài cùng và lớp rèm OZ ở giữa. Và các bạn sẽ chọn vào đúng cái loại rèm ly này, là voan này, đó là rèm ore này, và cuối cùng là rèm yếm quả ngang. Các bạn vào đúng cái mục đó, vào đúng cái mục rèm ore, rèm voan và rèm yếm đó, các bạn sẽ tìm công thức và học, và cái gì không biết thì các bạn sẽ hỏi tôi và xem các video hướng dẫn. Và để làm được đúng cái bộ rèm đẹp tuyệt vời này để các bạn treo lên cửa hàng, đấy là điều đầu tiên các bạn nên làm. Khi mà có một bộ rèm mẫu đẹp tuyệt vời như thế này các bạn treo lên cửa hàng thì đó sẽ là cái tính thẩm mỹ này. Khi mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ thấy là cái cửa hàng của bạn rất đẹp và tin tưởng vào tay nghề của bạn. Sau đó thì các bạn đã biết hai cái loại rèm cơ bản, đó là rèm ore và rèm ly này, thì các bạn đã đáp ứng được 90% nhu cầu của khách hàng rồi. Bởi vì khách hàng chủ yếu làm hai loại rèm đấy thôi, chỉ một số ít cái khách hàng làm những cái quả lại yếm khác thôi. Thì khi mà các bạn có khách hàng rồi thì các bạn cứ làm hai loại rèm này để kiếm tiền đã. Và nếu như có khách làm các cái loại yếm khác thì các bạn mới bắt đầu học. Và học nó rất là nhanh thôi, bởi vì khi mà các bạn làm được một cái loại yếm quả ngang thì những cái loại yếm kia nó trở nên rất là đơn giản mà rất là ít khách. Nên là khi mà có khách các bạn chỉ cần học một chút xíu là các bạn học xanh xong và các bạn làm luôn. Và cái loại yếm quả ngang này nó cũng là cái loại yếm thông dụng nhất rồi, và nó xuất hiện hầu hết trong tất cả các loại rèm yếm. Nó giúp cho nó là cái loại quả yếm rất là thông dụng và nó không bị hỏng hóc, nó không bị phải điều chỉnh nhiều trong quá trình các bạn làm, và khách hàng cũng rất là ưa chuộng cái loại yếm này. Thế nên là các bạn không cần phải học nhiều trường học và vậy thôi. Còn những cái hại các cái loại rèm khác thì các bạn đều có thể đặt gia công tại các xưởng rồi, nên các bạn cũng không cần phải học nhiều. Và nếu như có khách đặt những cái loại yếm khác ở trong cái loại yếm này thì sao, thì có hết trong quyển sách này, và lúc đấy các bạn học cũng không muộn. Mà bởi vì khi các bạn có tay nghề rồi thì cái việc các bạn học nó trở nên rất là nhanh, nó không còn khó khăn trên những ngày đầu nữa. Nên các bạn đừng có ham học hết làm một lúc làm gì cả. Nghề rèm nó là cái nghề rất là đặc biệt, là các bạn có thời gian để chuẩn bị. Khi mà khách hàng đặt hàng thì các bạn có 2-3 ngày để chuẩn bị làm, và những cái thời gian đấy thì các bạn có thể học thêm một chút, mỗi ngày một chút để tích lũy kinh nghiệm dần dần. Và đấy là cái điều tuyệt vời. Đấy là một số cái những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các bạn thành công trên cái con đường nghề nghiệp của các bạn đã chọn. Và các bạn có câu hỏi gì hãy comment ở bên dưới, mình sẵn sàng chia sẻ cho các bạn. Sở thích của mình là được chia sẻ cho các bạn, được giúp đỡ các bạn trở lên mạnh mẽ hơn. Và hẹn các bạn, gặp lại các bạn video sau. Xin chào.